phương pháp gọi là không bỏ tiền ra mà lại có duyên phước lớn niệm phật một câu phước sanh vô lượng mà lễ phật một lễ tội diệt hà xa giống như các cháu nhỏ nhỏ ngồi đây đi các cháu tu quý vị để ý đi nhìn đứa nít thì tự nhiên cảm giác như nó sao đặc biệt lạ lắm tại vì nó niệm phật á mình nghĩ rằng có những người lớn mà thiện căn người ta có khi còn chưa có thể người ta chịu vô lễ Phật. Hoặc là trong nhà mình mình để ý có những người lớn lớn đi mình tu mà người ta đi qua lỡ nó nhìn nhìn thôi chứ người ta không tu. Nhưng mà đứa nít nhỏ xíu xíu mà nó chịu lễ Phật. Thì mình thấy đây là một cái thiện duyên đặc biệt. Đặc biệt lắm Nên từ nơi nhìn cái thấy thương cái là phước duyên. Nhìn thấy thương là phước duyên thêm cái nữa cái duyên phước mà niệm phật này lớn nó giúp cho mình an tâm sống trong cuộc đời này thực sự mà nói con người đa phần là chi cầu cái bình an mà cái niệm phật là cái an tâm đặc biệt nhất à, trong cái vật hiệu nó có một công năng đặc biệt lắm có nghĩa là quá giải những cái rắc rối trong tâm tư của mình rất hay luôn nghĩa là có thể người ta chia sẻ phật pháp giúp cho mình thông tâm thôi thông tâm nhưng niệm phật mới thật sự giải tâm niệm phật mới giải nghiệp tại vì con người mình nó nghĩ quá nhiều thứ nên nó nó thành như một màn lưới nó uh, rối nằm bên trong nhưng mà câu vật hiệu là phương hướng và con đường để nó gỡ những cái rắc rối đó còn cái chia sẻ là dẫn dắt chỉ mình đến mục tiêu đó là niệm phật nên từ nơi đó mà mỗi thời chúng ta tu tập xong nhắc nhở một chút thật sự có những người thì biết rằng niệm phật là công đức phước duyên lớn đó mà bản thân mình muốn lớn thù thắng nữa thì phải biết chỉ người ta mà muốn thù thắng đặc biệt nhất là mình làm đặc biệt rồi chỉ người ta đó là cái mà tu duyên tu phước rất lớn mà bây giờ có cái râm này nữa nó không cần phải đi đâu xa mà mình vào mình tu chung nhưng đức thấy rằng là Những đức tin chắc là nhiều người vô đây tu từ từ cũng quen bạn bạn niệm phật giống như quen những bạn sen này niệm phật thí dụ như nhà quý vị đang tu tập đó đi là nhà quý vị có một đậu tràng. để ý chỗ này nè một cái điện thoại cũng là một đậu tràng mà một cái tivi là một cái đậu tràng nhà mình đang tu là nhà mình đang có một đậu tràng tu mà nhà mà có đậu tràng tu quý vị nghĩ không đơn giản đâu nên đó, nhiều người Hồi xưa người ta biết cái công đức niệm Phật Nên ta hộ trì người niệm Phật Có những người người ta hộ trì người niệm Phật Người ta chỉ hộ trì một người niệm Phật thôi Người đó người ta thấy siêng năng niệm Phật Người ta chỉ hộ trì có một người đó niệm Phật thôi Tại vì sao? Vì người ta biết Niệm Phật làm Phật Có khi bản thân người ta chưa chắc tu tập Được Người ta biết cái công đức niệm Phật lớn Người ta hộ trì một người niệm Phật có những gia đình người ta hộ trì một người niệm Phật Nên từ nơi đó mà bây giờ mình có được một đạo trang niệm Phật trong gia đình Nó giống như Cái giờ mình tu nếu mà quý vị mà đầu tư quý vị có cái tivi Kết nối thì sao mua cái tivi mà Mà gọi là nó kết nối với cái room được Mà giống như nó 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 nó, nó có cái hình như đức nhỏ nhỏ trên giống cái chỗ như đức đang ngồi Xong ở dưới có hai ba hàng người tu Thì mình khi mình tu chung giống như là một đại chúng đang cùng tu với mình nó có cái lực tu rất là mạnh luôn, quý vị biết rằng cái đầu tư đó nó xứng đáng tại vì sao? vì nó giúp đỡ mình rất là lớn về cái mặt tâm linh của nội tâm, thật sự luôn. con người mà trong gia đình mà lộn xộn lu bu rất rối, con người trong nhà không ai thuận với ai, người trong nhà mình bị nặng nề phiền não, là mặt tâm linh trong gia đình có vấn đề. mà công đức niệm phật ở trong gia đình mình là cái công đức niệm phật này nó quá giải cái sự rắc rối đó một trăm quá giải sự rất đối đó đó nó giống như bây giờ bổ nguyện di đà nói rằng là quang minh phật a di đà soi gọi tìm người niệm phật vì cái nơi nào niệm phật là tự nhiên quang minh phật a di đà soi gọi nơi đó mà con người mình nó nó, nó bị tối tâm là con người mình mất phương hướng mất con đường sống giống như con người mình bị nặng nề vậy nhưng mà quang minh phật a di đà soi gọi con người mình lúc niệm phật thành tâm thành ý giống như mình được chạm được quang minh phật a di đà mà lúc mà mình chạm quân minh phật a di đà tức khắc lúc đó người mình tỉnh liền có những khi mình rất là lo âu nặng nề khó chịu nhưng mà lúc mình niệm phật cùng với đại chúng thì quan minh phật a di đà soi gọi cái đại chúng là cái lực chúng cái lực chúng nó dễ cảm hóa có nghĩa là lúc mình đang tu một người bản thân mình có khi chưa chắc mình có cái đủ cái lực để cảm với bổng nguyện nhưng mà nhiều người giống như một người xin 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 tội đi có khi chưa cảm hóa được ta nhưng mà năm mười người xin có khi bị được cảm hóa nó gì đó nguyên lý nó là như vậy nên từ nơi đó mà chúng ta khi mà cộng lực cùng một đại chúng tu tập như vậy thì dễ cảm hóa với bổ nguyện di đà mà quan minh phật di đà soi gọi chạm mình cái thôi lúc đó người tỉnh người tức khắc nó có một cái cảm giác gì đặc biệt lắm nên cái lúc mà niệm phật mà an lạc rồi cái sự an lạc của pháp vị niệm phật đó không có một cái vị nào mà có thể mà so sánh được đâu không có một cái vị nào mà mà an lạc bằng cái vị niệm Phật. Tại vì cái pháp vị niệm Phật ấy, là nó giải tỏa tất cả những cái tình chấp và tham chấp. Còn cái an lạc vui khác của thế gian, của người có giờ là nó có cái sự vui và chấp. Còn cái pháp vị là giải chấp, nó không chấp nặng vào chỗ nào mà nó có một cái sự an lạc của giải thoát, thấy không? Nó có sự an lạc của giải thoát. Nên khi mình niệm Phật, mình lễ Phật tại sao mà mình gặp những sự rắc rối trong tâm nặng nề mà mình tu thờ nó nhẹ liền. Là tại vì nó quá giải cái tình chấp. Và nó quá giải tình chấp rồi nó sanh ra giải thoát. Và khi con người nó sanh ra tâm giải thoát thì tức khắc nó không bị nặng nề trong cái trần cảnh buộc rạc Nguyên lý nó là như vậy đó. Nó có những việc bản thân mình cứ lao vào cái việc để bận tâm lo âu. Như vậy mà nó không giải quyết được. Nhưng mà có những lúc bản thân quý vị dưỡng được cái tâm mà nó an lạc cái tâm lạ tay nó lại giải quyết được mà nó giải quyết được một cái vấn đề rất là đơn giản không có gì khó cả tại vì cái lúc mà mình đang rắc rối tâm thì nó làm cho tất cả những con người mình đến gặp họ đều rất rối hết giống như mình đang bực bội thì mình lại là sẽ làm cho tác động cho tất cả những người xung quanh bị bực bội hết nhưng khi mình đã an lạc rồi mình nhìn tất cả con người xung quanh đều an lạc hết tại vì bản tâm mình đã tha thứ rồi cái bản tâm mình nó tha thứ rồi thì xung quanh mình nó đều là an lạc hết mà nó đã an lạc hết trơn thì, thì Nhất định là nó quá giải hết chứ sao vậy? Nên con người mà khi mà tâm đi rắc rối Mà mình đi giải quyết vấn đề Thì tức khắc nó sẽ rắc rối hết Nên cái nguyên lý này nó cực kỳ quan trọng luôn Nó phải làm sao thông tâm rồi Thì tự nhiên nó sẽ giải quyết được Nên mới nói là tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Pháp là có nghĩa là Pháp thế gian, Pháp sức thế gian Hay là con người Hay là người đen, người trắng, người lung, người cao Người mập, người ốm, nhà giàu, nhà nghèo Đó là Pháp nó nên từ nơi đó mà tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh nên cái tâm tưởng ra sanh ra cái tâm ở à, bà này mập quá bà này ốm quá bà này cao bà này lùn nhà này giàu nhà này nghèo đó, là từ tâm này nó sanh ra nó sanh ra cái chấp đó rồi tự nhiên nó sanh phiền não nhưng mà khi mình giải được cái cái pháp chấp đó đó thì tức khắc nó sanh ra pháp giải thoát và khi nó sanh cái pháp giải thoát rồi thì quý vị nhìn người nào vì cũng cảm thấy vui và an là giải thoát nên những đức nói với vị là lúc rảnh quý vị thường phải bấm số điện phật Lúc chờ đợi ai phải bấm số niệm Phật Lúc khi nặng nề nhất bản thân phải đem con Phật hiệu áp dụng liền Mà muốn lợi ích là phải thường ngày quân tập Thường ngày phải quân tập Như bản thân những đức là nó thật sự Những đức ít có dụng công lúc khi những đức ở trong ngôi tâm bảo Nhưng mà những đức rất thích niệm Phật Nó rõ ràng ra là những đức rất là thích niệm Phật Không có thời gian dụng công Nhưng mà lại siêng năng bấm số niệm Phật đưa quy tắc Và chỉ người ta niệm Phật Nhờ cái duyên phước đó kéo lại những đức Khi những đức có thời gian những đức tu được liền còn nếu như mà mình không dụng công mà mình làm biến, mình không muốn tu luôn là tức khắc đụng chuyện, không bao giờ giải quyết được vấn đề. Không giải quyết được. Nên bây giờ nhà Đức dụng công niệm Phật nhà Đức thấy mừng ghê. Cái tâm mình mỗi ngày rất là nhẹ nhàng. Hình như là mình nghĩ rằng cái thế giới cực lạc là cái quan trọng nhất của cuộc đời mình. Nên nhà Đức nói rằng phương pháp tu duyên tu phước không tốn tiền bằng cách niệm Phật. Thật sự 100%. Khi vì niệm Phật an lạc người ta nhìn cái vị là có một cái có cái pháp vị liền. À, Người ta thấy mình người ta sẽ thích Người ta thấy mình người ta sẽ rất là vui Người ta thấy mình người ta sẽ rất an tâm Thì chỗ này là duyên phước Khi mà người ta gặp mình mà bắt an lo âu sợ hãi Là mình đoạn duyên đoạn phước Nguyên lý đó là như vậy thôi Nên cái việc niệm Phật rất là quan trọng Nên mọi người sắp xếp được Nên cố gắng tu tập Bây giờ có cái rung tại nhà Những đức những đức đến từng nhà vì tu tập rồi Phân thăng đến từng nhà được rồi đó Thì cái đó là cái điều rất là mừng rồi Nó rất là mừng luôn quý vị nên sau này những đức bất cứ ở nơi nào Những đức nó thật sự ý vì viện câu Cái người nơi đó người ta không biết Chứ nếu như người ta biết Có một người Là đầu kéo niệm Phật Ở cái chỗ đó 100% duy vị Và tụi mình không ngày giảng này nói rằng Nơi đó có một đạo tràng niệm Phật Kiếp nạn nơi đó sẽ quá dài Người nơi đó tự nhiên nó có một cái gì đó Phát triển lạ kỳ lắm à, Rất là lạ Tuy là nó không có hình thức gì Nó chỉ có một cái tivi thôi nha Nhưng nó là một đầu kéo Nên rất là quan trọng Nên từ nơi đó mà quý vị Ở tại gia đình có đậu tràng này là quý lắm Quý vị cố gắng tới giờ thì lên tu Còn có công việc thì cố gắng mà làm cho tốt Còn làm việc gì cố gắng niệm Phật Làm sao cái tâm an lạc vui vẻ Thì quý vị sẽ sanh pháp vị nha Chúc quý vị an lạc Ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật Ai với đạo Phật Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị